Huyện ủy Trảng Bom đã tổ chức tọa đàm khoa học về mở rộng và phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tăng cường trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, buổi tọa đàm có 32 tham luận của các ban ngành trong huyện và đảng bộ các xã thị trấn được đưa ra thảo luận. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tập trung vào 6 vấn đề chính. Đó là làm rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc mở rộng và phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Công tác quán triệt tuyên truyền đến cán bộ đảng viên về nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Thảo luận về thực trạng việc thực hiện mở rộng và phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Kết quả đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra giám sát. Tất cả các tham luận đưa ra thảo luận đóng góp ý kiến đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn về tính cấp thiết của việc thực hiện, để từ đó nhận thức sâu sắc hơn và quyết tâm hơn nữa, góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.